Thưa quý vị, mô hình phân loại rác thải tại nguồn, mô hình dân cư là một trong hoạt động thuộc cam kết của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại chúng hóa dầu SCG và công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn trong khuôn khổ hợp tác công tư. Hai đơn vị này đã cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Dow Việt Nam và Unilever Việt Nam ký kết. Mô hình này được triển khai nhằm góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam. Được triển khai thí điểm tại thôn 1, xã Long Sơn, từ năm 2022 đến nay, mô hình đã nâng cao nhận thức về việc phân loại rác tại nguồn trong cộng đồng dân cư, quảng bá về giá trị của rác thải nếu được phân loại đúng cách. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố Vũng Tàu nhân rộng mô hình này ra các khu dân cư khác. 750 lượt đổi rác lấy quà với sự tham gia của hơn 1.000 hộ gia đình. 9 tấn rác thải tái chế được thu gom. Hơn 8 tấn rác hữu cơ được sử dụng làm phân bón. Đây là kết quả sau gần 2 năm triển khai thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn tại thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Nhận thức của bà con và cộng đồng dân cư rất là thiết thực và mang lại cái hiệu quả cho tương lai. Về phía chính quyền địa phương xã thì chúng tôi sẽ nhân rộng cho các địa bàn xung quanh để chúng ta thực hiện cái mô hình phân loại rác tại nguồn nhằm đảm bảo cái môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2020. Không chỉ dừng lại ở những con số, thành công lớn nhất của mô hình thí điểm phân loại rác trong khu dân cư do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại chúng hóa dầu Long Sơn SCG và công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn LFP phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường, các đối tác và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu triển khai là đã nâng cao được ý thức của người dân. Gần 2 năm qua, việc phân loại rác đã trở thành thói quen của các hộ gia đình thôn 1, xã Long Sơn. Thôn 1, người ta đã có sự chuẩn bị hơn 1 năm qua, cả về cái nhận thức, cả về các cái cách thức hoạt động, thì tôi tin rằng người ta sẽ thực hiện, vẫn duy trì được cái hoạt động rất tốt. Phát huy kết quả đạt được, SCG và LFP sẽ tiếp tục hỗ trợ xã Long Sơn nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn ở những thôn khác, đồng thời sẽ phối hợp triển khai thêm những mô hình mới để tăng hiệu quả của việc phân loại rác tại nguồn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cấp chính quyền nhằm xây dựng Long Sơn trở thành một xã xanh và sạch đẹp. Đến năm 2024, LFP sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình rác không thải tại cả LFP và xã Long Sơn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn để triển khai chương trình phân loại rác tại văn phòng xã và xây dựng mô hình quản lý rác thải hiệu quả cho nhà lớn Long Sơn. Phân loại rác tại nguồn là tiền đề để biến rác thành tài nguyên thông qua việc tái chế, tái sử dụng. Từ đó sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, yếu tố quan trọng để hướng đến nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Việc mô hình phân loại rác tại nguồn được triển khai thành công tại địa bàn xã nông thôn sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố Vũng Tàu hướng đến mục tiêu triển khai phân loại rác toàn địa bàn thành phố vào năm 2025, đúng tiến độ yêu cầu của luật bảo vệ môi trường.